Không khí ở trong này thực sự là mát mẻ. Thực sự mát mẻ. Ui, đây là cái cây gì mà to nhỉ? Cây đa đúng không? Cây đa. Các bạn có thể nhìn thấy hai cái rễ cây nó bắc qua tạo thành một cái lối lên xuống. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Bông Bách Travel. Hiện tại thì mình đang đứng tại Việt Yên, Bắc Giang, ở một ngọn núi có tên là Phượng Hoàng hay còn gọi là Bổ Đà Sơn. Ở đây thì có một ngôi chùa hết sức là nổi tiếng, là một trong những nơi còn giữ nguyên những cái nét kiến trúc của chùa Việt cổ ngày xưa. Trong này có khu vườn tháp hết sức độc đáo. Bây giờ các bạn cùng vào trong với mình nhé. Ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy này, ngay khi vào lối vào chùa là có một cái cổng rất là cổ kính luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở chữ ở trên này mình không có đọc được ạ, nhưng mà nó có ba cái chữ Hán nhá, khá là nhỏ. Theo mình đoán thì có nghĩa đây có thể là tên cổ của ngôi chùa. Ok, tất cả cổng chùa được xây bằng gạch chín này, cửa gỗ. Nền của đi vào lối dẫn vào chùa được lát bằng những viên đá xanh được ghép lại với nhau. Hai bên là hai cái bức tường. Tường này hình như là tường bằng tường đất các bạn, tường bằng tường đắp đất này. Ở trên này là mái rêu. Đấy, đúng là một cái không khí rất là cổ xưa. Ngày xưa ở những ngôi nhà ở nông thôn ngày xưa của Việt Nam á, thì tường được xây bằng đất này. Đấy, mái rêu phong. Rồi bây giờ thì các bạn cùng vào trong tiếp với mình nhé. Đã từ lâu, dân gian vẫn truyền tụng nhau câu nói Bắc Bổ Đà, Nam Hương Tích. Ngụ ý nói về phía Nam có chùa Hương Tích nổi tiếng, phía Bắc có chùa Bổ Đà. Câu nói cho thấy vị thế và giá trị của ngôi chùa, một trong các đại danh lam cổ tự thuộc dòng Thiền Trúc Lâm ở Việt Nam. Bổ Đà Sơn là một dãy núi lớn nối tiếp nhau trải dài chừng 2 km, bao bọc hai thôn Tiên Lát Thượng và Tiên Lát Hạ, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ẩn hiện dưới tán cây cổ thụ là quần thể di tích chùa Bổ Đà trầm mặc cổ kính, chùa thờ Tam Giáo, trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, Trúc Lâm Tam Tổ, gồm Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, Khổng Tử. Quần thể chùa Bổ Đà là một tập hợp di tích, gồm chùa cổ có tên là Bổ Đà Sơn, gọi tắt là chùa Bổ hay chùa Bổ Đà, còn gọi là chùa Quán Âm, chùa chính Tứ Ân, Am Tam Đức, xây dựng sau vào thời Hậu Lê. Ngoài ra, trên núi Bổ Đà còn có đền thờ Thạch Tướng Quân, tức Thạch Đại Tướng Quân Vương, có công giúp vua Hùng thứ 16 chống giặc ngoại xâm và chùa Cao. Tương truyền, chùa Bổ Đà hay còn gọi là Tứ Ân Tự, có từ thời Lý thế kỷ 11, được tu bổ tôn tạo lớn vào thời vua Lê Dụ Tông năm 1720 năm 1729 và các giai đoạn sau này. Chùa Bổ Đà là một trong những nơi còn giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ. Chùa có kiến trúc độc đáo và khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc Việt Nam. Đó là lối kiến trúc nội công ngoại bế, tạo vẻ u tịch, thanh vắng và linh thiêng. Qua nhiều thế kỷ, chùa Bổ Đà đã được nhiều lần trùng tu, song cơ bản vẫn giữ được nét kiến trúc cổ từ đường đất, vườn tháp đến kiến trúc gỗ truyền thống, mang phong cách nghệ thuật đan xen của các thời đại, nối tiếp nhau trải dài từ thế kỷ 18 tới nay. Chùa có nhiều vườn tháp đẹp và lớn nhất Việt Nam, nhiều cổ vật có giá trị và kho tàng di sản Hán Nôm phong phú. Đây cũng là nơi sơn thủy giao hòa, nhìn sông tựa núi, cảnh sắc không gian nhuốm màu huyền thoại, xung quanh là đồi núi xóm làng bao bọc. Câu chuyện truyền thuyết về sự ra đời của chùa Bổ Đà mang nhiều màu sắc huyền bí. Tương truyền, vào khoảng thế kỷ thứ 11, dưới chân núi có một gia đình tiều phu, chăm chỉ hiền lành, dân trong làng ai cũng quý mến. Hiểm một nỗi đã ngoài 40 tuổi mà họ vẫn chưa có con.
Một hôm, người chồng vác búa cắp diều lên núi kiếm củi, bỗng gặp một gốc cây thông già. Mỗi nhát bổ ông lại niệm Quan Thế Âm Phật, sau đó được 32 đồng tiền ở gốc cây. Tự lấy làm lạ, bèn đến vị cao tăng hỏi thì cao tăng bảo Đức Phật Quan Âm có 32 điều ứng. Người tiểu phu khấn rằng, nhược bằng Đức Phật Quan Âm phù hộ cho tôi sinh con trai, tôi xin dựng chùa thờ. Quả nhiên sau đó, người tiểu phu có con trai thực, rồi dành dụng được ít tiền bèn dựng một ngôi chùa ngay gốc cây thông già, lập danh và tô một pho tượng Quan Âm Tống Tử để hương khói phụng thờ. Sau dần dần, nhiều người qua lại lễ bái, cầu việc gì cũng đều biến ứng, bèn trở nên nơi danh lam thắng cảnh, vì thế gọi tên là chùa Ông Bổ. Trong chùa, Ông Bổ thờ Phật Đà, nên dân gian gọi là chùa Bổ Đà. Năm Quý Mão, năm 1723, niên hiệu Bảo Thái nhà Lê, năm 1720-1729, có vị trụ trì tên là Phạm Kim Hưng, làm quan giữ sách nhà Lê trong triều. Do bất mãn với triều đình, ông xin từ quan về quê lập nghiệp. Thời bấy giờ, triều đình cho phép người dân theo tín ngưỡng của ba đạo chính là Thích, Khổng, Lão. Trong cung đình nhà Lê, cứ một tuần lại có một buổi giảng về các thuyết tam đạo, cũng như chùa Bút Tháp, Bổ Đà chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa tu hành. Sau khi từ quan, với những bài giảng về đạo, cụ Phạm Kim Hưng cũng xuống tóc vào chùa Bổ, một lòng hướng về cõi Phật. Phạm Kim Hưng tiến hành trùng tu tòa chính điện, thiêu hương, tiền đường, dựng cột đá, cột gỗ, làm thêm được vài gian, nhưng bia đá chữ mờ, không còn gì là dấu vết của người xưa. Đến niên hiệu Cảnh Hưng của nhà Lê, vua Lê Hiển Tông 1740-1786, có vị sư tổ họ Ngô, sư tổ Ngô Tính Ánh, Ngô Tuệ Không, quê ở làng Bình Vọng, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội. Ngài từ bỏ vinh hoa phú quý xuất gia tu đạo, cùng với nhân dân xây dựng chùa Tứ Ân và Am Tam Đức, từ đó trở thành nơi tùng lâm sầm uất, niên hiệu Tự Đức năm 1847-1883. Đệ tử là Ngài Phả Thuần lại dựng tiền đường năm gian làm nơi thờ phụng. Đến đây, toàn bộ quần thể chùa Bồ Đà đã hoàn thành, có tới 100 gian. Theo Đại Đức Thích Tục Vinh, trụ trì của chùa hiện nay thì không chỉ có vị sư Phạm Kim Hưng từ quan về đây để tu hành, mà lần lượt có 18 vị nữa, tổng cộng có 19 vị. Khi còn làm triều chính thì có người theo đạo Phật, người theo đạo Nho, người theo đạo Lão. Khi đến chùa thì đều theo đạo Phật, nhưng trò nào thì cũng phải thờ thầy. Phụ mẫu tại đường, chư Phật tại thế, cho nên chùa thờ tam giáo. Đây là điều đặc biệt mà ít có ở các ngôi chùa khác tại Việt Nam. Trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử, dù nhiều cuộc chiến tranh đã đi qua, nhưng thật may mắn cho chùa Bồ Đà vẫn giữ nguyên được nét vẻ cổ kính như thuở khai thiên. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chùa Bồ Đà cũng từng là nơi căn cứ địa của cách mạng quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề nghị nhà chùa chọn Bồ Đà là nơi đào tạo đội quân trinh sát phục vụ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Năm 2017, nhân dịp lễ hội chùa Bồ Đà Xuân Đinh Dậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là phía sau chùa. Tường toàn bộ bằng tường đất các bạn này. Wow, nhìn là đất thôi nhưng mà rất là cứng nhá. Không biết là có trộn với cái gì không mà sao tường đất cứng vậy. Lối đi rêu phong. Đây bằng cái lá gì mà sao nó cái lá nó bị sưng hết rồi lên. Thế là chúng mình đang đi một vòng xung quanh chùa, đi ra phía sau chùa. Cổ nhà chùa này cổ. Không khí mát mẻ thật. Khuôn viên chùa xây toàn bộ bằng tường đất. Đây khu vực này, khu vực mới đây. Ôi, đây có một cái bia đá cổ này. Bia đá cổ, toàn bộ bằng chữ Hán. Tường đất này, cao chưa? Đó. Ngày xưa thành lũy cũng toàn đắp bằng đất như thế này đấy.
cửa mất cửa đi không. Ừ, chắc ngày xưa đây là một cái cửa đi ra ngoài. Ủa, mát thế. Cái khuôn viên bên trong. Mít này. Mít chín này. Ừ. Nhưng mà bị đụng mất rồi. Mít này là chín rồi nhưng mà chuột, chuột cắn. Một trong những nét đặc sắc của chùa Bổ mà du khách cũng không thể bỏ qua là khu vườn tháp Tăng. Khu vườn tháp là một bãi đất nằm nghiêng theo độ cao của núi Bổ Đà trên diện tích gần 8.000 m², là nơi tàng lưu xá lị cho cốt nhục thân của các vị hòa thượng dòng Thiền Lâm Tế. Nhà chùa đã dùng đá núi, gạch chỉ và đất thó xây dựng một bức tường thành dài bao quanh vườn tháp, khiến khu vườn luôn ở trong sự thanh tịch sâu lắng. Với khoảng 100 ngôi tháp, vườn tháp chùa Bổ Đà được đánh giá là đẹp và lớn nhất trong số những ngôi cổ tự ở Việt Nam. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị cao tăng đã từng tu hành tại các chùa qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi cây tháp an táng từ 4 đến 26 thi hài. Chỉ những người trong phái Sơn Môn mới được an táng tại vườn tháp. Tháp của Tăng trên đỉnh có hình cam lộ đặt trên tòa sen. Tháp của Ni trên đỉnh có búp sen. Các bạn ơi, thì mình vừa từ trong chùa Bổ Đà ra. Ngay phía sau chùa Bổ Đà thì là có một chùa gọi là chùa Am nhỉ, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ đi lên phía chùa Am này. Các bạn có thể nhìn thấy là cái lối đi ở đây á, nó khá là đẹp luôn. Lối đi xanh mát luôn. Một bên là rừng phòng hộ này, và một bên là phía bên này là chùa Bổ Đà. Các bạn có thể nhìn thấy cái khuôn viên của chùa Bổ Đà, cái bức tường này rất là lớn. Bức tường này mình nghĩ nó rất là lâu năm rồi. Bức tường xây bằng đá, bên trong này là rừng, hầu như là rừng nguyên sinh luôn. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong này, một không gian rất là mát luôn. Bây giờ là còn độ khoảng vài chục mét nữa thì chúng mình sẽ đi lên đến chùa Cao. Chùa Cao còn được biết đến với cái tên gọi là chùa Quán Âm. Chùa được xây dựng vào thời nhà Lý thế kỷ 11. Ban đầu chỉ là một gian chùa nhỏ bằng đất, lập danh tọa lạc trên đỉnh non cao của Bồ Đà. Đến đời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái, năm 1720-1729, có vị trụ trì tên là Phạm Kim Hưng, tiến hành trùng tu tòa chính điện, thiêu hương, tiền đường, dựng cột đá, cột gỗ làm thêm được vài gian. Trải qua nhiều lần tu bổ tôn tạo, qua các đời cao tăng trụ trì của chùa Cao ngày càng khang trang. Đây là chùa Cao các bạn ạ, nhưng mà tiếc rằng là chúng mình đến đúng lúc chùa đóng cửa rồi này. Chắc là giờ nghỉ trưa đấy. Phía sau và hai bên của chùa Cao thì có hai cái cây. Có rất nhiều những cái cây đây gọi là cây xà cừ các bạn. Không khí cực kỳ mát mẻ luôn. Trên chùa Cao này thì mình nhìn xuống toàn cảnh chùa Bổ Đà phía bên dưới. Các bạn có thể nhìn thấy ở chỗ kia kìa là khu vườn tháp ấy, có rất nhiều tháp. Lúc nãy mình nhìn qua thì nó đâu đó khoảng mấy chục cái tháp. Phía sau của chùa Cao có một ngôi đền. Mình cùng tìm hiểu xem đây là ngôi đền gì và thờ ai các bạn nhé. Vì đây là rừng phòng hộ nên là mình đi vào trong này cái không khí thực sự mát luôn. Dù ngoài trời kia là rất là oi bức và nóng ấy. Mình đi qua một vòng bức tường phía bên ngoài của ngôi đền nhé. Và trong đền là một khoảng sân nhỏ được lát bằng gạch đỏ. Xung quanh là các bờ tường. Ở giữa sân này có một cái lư hương bằng đá khá lớn này.